tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên sau khi xung đột giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Đây cũng là lần đầu tiên chính trị gia 74 tuổi ra nước ngoài kể từ lúc Tòa án Hình sự Quốc tế tìm cách bắt giữ ông vì những gì được cho là tội ác giao tranh có thể xảy ra trong cuộc tấn công của Israel. Sự hiện diện của Thủ tướng Netanyahu tại Mỹ thu hút hàng nghìn người biểu tình đã tập trung ở Washington DC, Mỹ để phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời yêu cầu chấm dứt tình hình giao tranh ở dải Gaza. Theo hãng tin AP, những người biểu tình đã chiếm giữ một số tòa nhà khi tuần hành qua các đường phố ở thủ đô nước Mỹ. Họ mang theo cờ Palestine cùng các biểu ngữ kêu gọi Mỹ chấm dứt viện trợ cho Israel và bắt giữ Thủ tướng Netanyahu. Đoàn biểu tình ban đầu tập trung gần đồi Capitol trước thời điểm ông Netanyahu phát biểu tại Quốc hội Mỹ. Cảnh sát được điều động để lập rào chắn, ngăn người biểu tình lọt vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồng thời dùng hơi cay chấn áp một số thành phần quá khích. Cảnh sát đồi Capitol đang thông báo trên mạng xã hội X, đám đông không tuân lệnh, lùi khỏi hàng rào cảnh sát, buộc chúng tôi phải xịt hơi cay vào bất kỳ ai cố tình phạm luật và vượt quá ranh giới, đồng thời cho biết 6 người biểu tình đã bị bắt vì làm gián đoạn bài phát biểu của nhà lãnh đạo Israel. Bị cảnh sát ngăn chặn, những người biểu tình chuyển qua các khu vực lân cận đồi Capitol trước khi tập trung ngoài nhà ga Union. Một số người biểu tình thậm chí đã hạ cờ Mỹ và treo cờ Palestine ở 3 cột cờ ngoài nhà ga. Số khác đốt hình nộm Thủ tướng Netanyahu, đồng thời xịt các biểu ngữ Hamas đang đến bằng sơn đỏ và tự do cho Gaza bằng sơn xanh lên tượng đài Christopher Columbus ở quảng trường gần đó. Một người biểu tình nói với đài Al Jazeera, chúng tôi sẽ đấu tranh cho tự do ở bất cứ nơi nào nó bị khước từ. Chúng có mối liên kết với người Palestine vì chúng tôi là những người đấu tranh cho tự do ở Mỹ. Cảnh sát Washington DC phải đăng cảnh báo người biểu tình ở Grand Union đang tham gia các hoạt động phạm pháp và đối đầu với cơ quan thực thi pháp luật. Trên mạng xã hội, sau đó ít lâu, khi cuộc biểu tình có dấu hiệu quá khích, một thông báo khác từ cảnh sát cho biết đã thu hồi lệnh tụ tập và yêu cầu người biểu tình giải tán. AP ghi nhận ít nhất 4 người biểu tình bị cảnh sát còng tay và dẫn khỏi nhà ga. Theo báo USA Today, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có bài phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ chiều ngày 24 tháng 7 sau khi nhận lời mời từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các nhân vật cấp cao từ Lưỡng viện Mỹ. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ những người phản đối chiến dịch quân sự của Israel và dải Gaza, vốn bị các tổ chức y tế cáo buộc đã cướp đi sinh mạng gần 40.000 cư dân ở khu vực này. Hàng chục nhà lập pháp Mỹ đã tuyên bố không dự buổi phát biểu của ông Netanyahu. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người chủ trì Thượng viện Mỹ theo nghi thức, cũng không thể có mặt tại buổi phát biểu của nhà lãnh đạo Israel do bận tham dự một sự kiện ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ. Tuy nhiên, bà Harris vẫn có buổi gặp ông Netanyahu vào cuối tuần này. Chuyến thăm của Thủ tướng Israel không chỉ kích động công chúng mà còn bộc lộ chia rẽ rõ rệt giữa Đảng Cộng Hòa và Phe Dân Chủ trong cách tiếp cận với một trong những đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông. Theo tờ New York Post, dự kiến có tới 100 thành viên Đảng Dân Chủ tẩy chay bài phát biểu của ông Netanyahu. Ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Mike Johnson đã tạo điều kiện cho bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu và dự kiến tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ của phe bảo thủ đối với nhà lãnh đạo Israel. Sau bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ mới đối với hoạt động quân sự của Israel, Thủ tướng Netanyahu còn dự các cuộc họp riêng với Tổng thống Joe Biden cũng như Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong động thái phòng ngừa rủi ro, kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, tờ Politico cho biết ông Netanyahu đã yêu cầu gặp trực tiếp ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong chuyến thăm Washington lần này. Thông báo trên mạng xã hội Truth, ông Trump nói rằng bản thân mong muốn được gặp và làm việc với Thủ tướng Israel vì mục tiêu đạt được hòa bình ở Trung Đông. Ngày 20 tháng 7, Israel đã tiến hành cuộc không kích trực tiếp quy mô lớn đầu tiên vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà ga dầu mỏ và các cơ sở khác của cảng.
Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu dân sự có liên hệ với Israel, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái vào nước này do nhóm phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen thực hiện. Quân đội cho biết, cách đây không lâu, máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công các mục tiêu quân sự của chế độ khủng bố Houthi tại khu vực cảng Hodeida ở Yemen để đáp trả hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào nhà nước Israel trong những tháng gần đây. Các cảnh quay lan truyền trực tuyến cho thấy các cuộc tấn công tập trung vào nhà ga dầu rộng lớn của cảng với nhiều bể chứa bốc cháy. Ngọn lửa lan rộng sau đó, nhiên liệu cháy dường như rò rỉ ra khỏi các thùng chứa bị vỡ và tạo ra một bức tường lửa duy nhất. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, cuộc tấn công được cho là đã gây ra thương vong trên mặt đất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bình luận về cuộc tấn công vào cuối ngày 20 tháng 7, cáo buộc rằng cảng này đã được Houthi sử dụng để nhận vũ khí từ Iran. Ông Benjamin Netanyahu cũng đề cập đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương gần văn phòng chi nhánh Đại sứ quán Mỹ tại thành phố này. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được Houthi coi là một hoạt động quân sự quan trọng với một máy bay không người lái mới có khả năng vượt qua hệ thống đánh chặn của kẻ thù tại bất kỳ ngóc ngách nào. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp chống lại Iran và các đồng minh, tức các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Iran dẫn dắt tại các khu vực. Theo ông Netanyahu, bất kỳ ai muốn thấy hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng cần phải chống lại Iran và ủng hộ cuộc chiến của Israel chống Iran. Trước đó, truyền thông khu vực cho biết, cuộc không kích của Israel dường như đã đánh trúng một bể chứa nhiên liệu tại cảng Hodeida, làm bùng phát một đám cháy dữ dội kéo dài trong nhiều giờ. Báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra thương vong nghiêm trọng về người trong cuộc không kích, song chưa rõ số lượng. Trong phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công, thành viên văn phòng chính trị của lực lượng Houthi, ông Mohammed Aboukhati, cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt vì gia tăng nguy hiểm vào Yemen. Theo đó, Houthi sẽ đáp trả tương xứng với đòn tấn công tội ác của quân đội Israel chống dân thường Yemen ở Hodeida. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng khẳng định hành động liều lĩnh của Israel chống Yemen đã đẩy toàn khu vực vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới. Houthi, một nhóm Hồi giáo Shia kiểm soát một phần lớn và đông dân nhất của Yemen, đã tấn công các tàu buôn có liên hệ với Israel kể từ tháng 10, mô tả chiến dịch của họ là một hành động đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Các cuộc tấn công đã thúc đẩy phản ứng của liên minh do Mỹ và Anh dẫn đầu. Liên minh này đã tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm này. Nỗ lực ném bom dường như không mang lại nhiều kết quả khi Houthi tiếp tục tấn công các tàu buôn và liên tục nhắm vào các tàu chiến của liên quân. Nhóm này đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel vào Hodeida sẽ không được đáp trả. Chiều tối ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, một vụ bạo loạn đã xảy ra trên đường Hehew gần trung tâm Compton thuộc thành phố Leeds của Anh, khiến một xe bus bị đốt cháy và một xe cảnh sát bị lật. Cảnh sát vùng West Yorkshire cho biết họ đã tiếp nhận cuộc gọi phản ánh về một vụ lộn xộn trên phố Luxor vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Nhiều cảnh sát đã đến hiện trường và đóng ở một số đường phố gần khu vực bạo động, song tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy rất đông người dân đã tụ tập trên đường phố. Nhiều đối tượng quá khích đã đập vỡ cửa kính một xe cảnh sát trước khi phương tiện này bị lật. Đoạn video khác cho thấy một chiếc xe buýt bị cháy hoàn toàn gần trung tâm Camden. Theo cảnh sát, hiện chưa có báo cáo về thương tích liên quan đến vụ việc, song khuyến cáo người dân tránh tiếp cận khu vực này để bảo đảm an toàn. Trong một bài phát biểu, Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng là nghị sĩ của vùng West Yorkshire cho biết bà cảm thấy kinh hoàng trước sự việc lên án các hành vi tấn công nhằm vào các phương tiện giao thông. Bà Cooper khẳng định nhà chức trách sẽ sớm làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ việc và tuyên bố sự lộn xộn này không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, chính phủ sắp mãn nhiệm sẽ tiếp tục tập trung vào Olympic Thế vận hội Paris 2024 với vai trò tạm quyền cho đến giữa tháng 8, sau đó ông sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới.
trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên đài truyền hình France 2 kể từ cuộc bầu cử vào đầu tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận rằng đảng Trung Dung của ông đã thua cuộc, nhưng từ chối bình luận về đề xuất của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP về một thủ tướng mới. Ông cũng ngoại trừ khả năng từ chức trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc. Người đứng đầu nước Pháp cho rằng, mặc dù Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP về đầu tại cuộc bầu cử nhưng đã không có được đa số tuyệt đối và luôn tồn tại những bất đồng, chia rẽ nội bộ. Với tình trạng Quốc hội Pháp hình thành 3 liên minh chính trị thiểu số với lực lượng không quá chênh lệch hiện nay, ông Macron cho rằng sẽ không một thủ tướng mới nào hay liên minh chính trị nào có thể thúc đẩy chương trình chính trị của mình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục kêu gọi các đảng phái trong Quốc hội thỏa hiệp để tiến tới thành lập một mặt trận Cộng hòa đa số, đồng thời cho rằng việc đảng cực hữu tập hợp quốc gia AN, lực lượng chính trị lớn thứ ba tại Quốc hội và nhận được sự ủng hộ của khoảng 11 triệu cử tri Pháp nhưng đã không được bầu nắm giữ bất cứ chức vụ quan trọng tại Quốc hội, phản ánh sự bất ổn của nền dân chủ chính trị phương Tây. Trước thông tin 4 đảng trong Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới ngày 23 tháng 7 lần đầu tiên thống nhất đề cử một gương mặt đại diện chung cho vị trí thủ tướng là bà Lucie Castex, một nhà kinh tế học và chưa thực sự được biết đến trong giới chính trị Pháp, Tổng thống Pháp Macron khẳng định vấn đề không phải là ai sẽ làm thủ tướng, mà điều cốt yếu là phải xây dựng được một liên minh đa số trong Quốc hội để chính phủ Pháp mới vận hành ổn định, thúc đẩy các cải cách, thông qua ngân sách và đưa nước Pháp tiến lên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bác bỏ khả năng từ chức và khẳng định sẽ không thay đổi chính phủ cho đến giữa tháng 8 năm 2024 để đảm bảo cho thành công cho Thế vận hội Olympic sẽ khai mạc trong 3 ngày nữa. Ông Macron nói, trách nhiệm giờ đây là tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic trong điều kiện tốt nhất, vậy nên tôi ưu tiên sự ổn định. Trong mọi trường hợp, một điều rõ ràng ở đây là sẽ không còn khả năng thực hiện bất cứ sự thay đổi nào cho đến giữa tháng 8 tới để tránh mọi đảo lộn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic đã hoàn tất và lễ khai mạc sẽ diễn ra trên sông Seine như dự kiến. Phản ứng trước các phát biểu của Tổng thống Pháp, lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp PS Oliver Faure đã cáo buộc ông Emmanuel Macron theo đuổi nền chính trị tồi tệ khi không tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử lập pháp, trong khi Chủ tịch Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất LFI Jean-Luc Mélenchon cho rằng người đứng đầu nước Pháp muốn áp đặt một mặt trận Cộng hòa với hạt nhân là Đảng Phục hưng của ông Macron. Theo báo Le Monde, thông báo của ông Macron được đưa ra sau khi Liên minh Mặt trận Bình dân mới đề cử bà Lucie Castex, 37 tuổi, giám đốc tài chính của Tòa thị chính Paris, làm ứng cử viên cho vị trí thủ tướng. Castex, một nhân vật không được công chúng biết đến, là một nhà kinh tế và tốt nghiệp trường École Nationale d'Administration dành cho các công chức cấp cao. Bốn đảng trong Liên minh Mặt trận Bình dân mới gồm Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất LFI, Đảng Xã hội PS, Đảng Sinh thái EELV và Đảng Cộng sản PCF đã tranh cãi về một ứng cử viên thủ tướng trong hơn 2 tuần. Trong một tuyên bố chung, Liên minh Mặt trận Bình dân mới nhấn mạnh, ứng cử viên Castex đã tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại việc đặt độ tuổi nghỉ hưu ở mức 64, ám chỉ đến vấn đề dẫn đến các cuộc biểu tình rộng rãi ở Pháp vào năm 2023. Các đảng khẳng định cam kết toàn diện của họ trong chính phủ mà bà Castex sẽ lãnh đạo. Trong một cuộc phỏng vấn với AFP được công bố vài phút sau khi Mặt trận Bình dân mới thông báo đã đồng ý với vị trí ứng cử viên, bà Castex tuyên bố đã chấp nhận đề cử, tin rằng mình là một ứng cử viên nghiêm túc và đáng tin cậy cho vị trí thủ tướng. Bà Castex nói thêm, một trong những ưu tiên hàng đầu của bà sẽ là hủy bỏ cải cách lương hưu do chính phủ ông Macron thúc đẩy và thực hiện một cuộc cải cách thuế lớn để mọi người đều trả phần công bằng của mình. Pháp đã có một chính phủ lâm thời kể từ khi Tổng thống Macron chấp nhận đơn từ chức của chính phủ hiện tại do Thủ tướng Gabriel Attal lãnh đạo ngày 16 tháng 7 sau một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ giải quyết các công việc hàng ngày, ít nhất là trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024 và có thể lâu hơn, tức là đến khi khai mạc phiên họp thường kỳ tiếp theo của Quốc hội, dự kiến vào ngày 1 tháng 10. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!